Đạo diễn Vu Trung Trung, biên kịch Triệu Hiểu Lỗi, giám chế Mãn Thâm, với sự tham gia của các diễn viên Hồ Nhất Thiên trong vai Ngô Bạch, Lý Nhất Đồng trong vai Ngải Tình, Dương Tử trong vai Đồng Niên, Lý Hiền trong vai Hàn Thương Ngôn, Vương An Vũ trong vai Thẩm Triết, Lý Minh Đức trong vai Lệnh Sang, Vương Khả Như trong vai Ngải Tình, Hứa Nhạc Kiêu trong vai Chu Nhất, Tân Phái trong vai Hàn Gia Gia, Bàn Hãn Thần trong vai Vương Hạo, Lưu Xuất trong vai Âu Cường, Từ Dương trong vai Cầu Trượt, Sài Tuyển Triết trong vai Phó Nhất Văn, Diêu Bác Lam trong vai Đào Kỳ Đào, Từ Nghiêu trong vai Mễ Thiệu Phi, Hoàng Tinh Nguyên trong vai Lâm Nhân, cùng một số diễn viên khác. Diễn viên lồng tiếng Hoài Tâm, Phương Minh, Thiên Quang, Thùy Dương, Trường Tân, Ngọc Quý, Ngọc Anh, Ngọc Châu, Ngọc Sang, Gia Huy. Bộ phim Cá Mực Hầm Mật phần 2, Thân Ái Chí Ái. Tập 10. Cùng nhau ăn cơm không? Được thôi, gặp ở đâu? Bingo chóp chóp vào 127. Tôi dùng hết 10 bước, anh dùng bao nhiêu bước? 7 bước. Giỏi vậy? Anh mau dạy cho tôi đi. Trên mạng có người khiêu chiến tôi để tôi cho nó biết tay. Không dạy. Dạy cho tôi đi. Không dạy đâu. Dạy cho tôi đi mà. Dạy đi. 200 vòng coi ai có thể dùng 10 bước hoàn thành trước. Cậu thắng thì tôi dạy. Nè. Nè, nè chơi nè. Dùng 10 bước không thể nào. Tôi nói cho cậu biết. Tôi đã bắt đầu rồi nha. Bước thứ 2 rồi. Cậu đợi tôi bước với. Bước thứ 3. 200, 200. Tôi tới bước thứ 3 rồi. Rồi, bắt đầu. Đây nè, bước thứ 3 nè. Bước thứ 4 rồi nha. 97 à bước. Bộ đồ 4. Này cậu thấy thế nào? Nè. Được mà. Tôi được đã xong bước 1 rồi đó. Các chi tiết ở trên cổ áo cậu xem coi nó có. Đúng. Bước 1 à? Rồi, bước thứ 2. Tôi sắp rồi, tới bước thứ 6 rồi. Tốt. Thậm được chí thêm một bước, được thêm một bước nữa. Qua đúng rồi, trong đúng cái rồi. Áo này cậu xem. Chỉ còn 3 bước nữa thôi. Nó có đẹp không? Tôi thấy được mà, khá là đẹp đó. Hả? Rồi. Bước thứ 10. Tôi qua rồi. Rồi nha. Hả? 11 bước. 11 bước. Chỉ đã thiếu có rồi, bước 10 bước à. Không được. Chỉ thiếu có một bước không được sao? Không chỉ được. Thiếu có một bước hai thôi. Hai cậu cảm thấy bộ đồ bên tay trái của mình đẹp hay bộ đồ bên tay phải đẹp? Trái. Phải. Cái bên phải. Rốt cuộc bên nào? Đều được. Cái nào cũng được hết. Thôi đi mà. Tôi cho cậu biết nha. Chỉ có thể dùng 10 bước thôi. 11 bước không được tính. Trước đó đã nói rồi. Chỉ thiếu 10 bước mới được thôi. Tính. Để tôi chơi lại. Lúc nãy tôi lỡ tay. Anh lỡ tay. Vậy anh dạy cho tôi. Anh phải dạy cho tôi đó. Thì chơi lại, chơi lại đi. Chơi lại anh là người thua đi, mà. Rồi, người thua phải dạy đó. Anh là người thua. Hợp khẩn cấp. Buổi họp ngày hôm nay chúng ta chủ yếu bàn trong ba bộ đồ này bộ nào đẹp hơn. Đó đều là những chiếc áo sơ mi màu đen bình thường anh hay mặc. Chúng có sự khác biệt hay không? Sao không giống? Nó có rất nhiều hoa văn, cậu coi đều không giống nhau. Thì tình em không thấy có gì khác biệt hết. Cậu không hiểu. Ngồi xuống đi. Cậu nói. Cái thứ nhất hơi lệ phệ, cái thứ hai không đủ tinh tế, cái thứ ba thích hợp hẹn hò. Cảm ơn. Đội trưởng, anh đang mặc đẹp đi đâu vậy? Vậy mà cũng không nhận ra sao? Tất nhiên là đi hẹn hò. Lo chơi bingo chớp chớp đi. Chơi. Lúc nãy tại tôi điều khiển quá nhanh thôi, anh coi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chị muốn ăn gì tự mình chọn đi. Cậu thích ăn gì? Gì cũng được. Ngô Bạch, sao anh cũng ở Tô Châu vậy? Lâm Ân. Ừ. KNK tới Tô Châu thi đấu. Để tôi giới thiệu.
Đây là người bạn tôi quen biết được lúc đi thi đấu ở nước ngoài. Lâm ơn. Chị gái xinh đẹp này là... Bạn của tôi, Ngải Tình. Bonjour, tôi là bạn của Ngô Bạch, Lâm Ân. Xin chào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi có 1/4 dòng máu Trung Quốc, 1/4 dòng máu người Pháp. Còn lại tương đối phức tạp và đa dạng. Ngồi xuống nói chuyện đi, ngồi. Phục vụ à, cho chúng tôi thêm một bộ đồ dùng đi. Thật không ngờ, cuối cùng anh cũng chịu về nước. Năm ngoái, tôi gặp Ngô Bạch tại châu Âu. Anh ấy là quán quân, còn tôi là áo quân. Năm ngoái cậu giành được giải quán quân tại châu Âu. Chị đoán xem, ảnh ở nước ngoài các fan gọi ảnh là gì? Gọi cái gì? Medusa. Medusa? Đúng, là Medusa trong thần thoại Hy Lạp đó. Cái cô tóc toàn là rắn á. Tại sao lại gọi như vậy? Tại vì ảnh có sức sát thương lớn. Trong đội chúng tôi có một người đặc biệt lợi hại. Nhưng bình thường người đó rất xấu tính, không quan tâm tới ai hết. Khi lên sàn đấu gặp anh Ngô Bạch, bị ảnh mê hoặc mất. Còn nữa nha. Trước đây trong câu lạc bộ chúng tôi có một người vì muốn được thi đấu với Ngô Bạch, cố tình đổi tên con robot của anh ta, tên được đổi thành Hữu Danh Đại Tướng. Nói là phải cùng con vô danh tiểu tốt của Ngô Bạch tổ hợp CP. Không có cái gì CP hay là không CP, họ chỉ nói bừa thôi. Tôi chỉ biết 3 năm trước cậu ấy có tên gọi là Ngựa Đen Trong Giới. Ngựa Đen Trong Giới? 3 năm trước? Chị à, chị là bạn gái của anh Ngô Bạch phải không? Lần đầu tiên em thấy ảnh cùng con gái đi ăn cơm. Không phải. Bạn bè. Chỉ là bạn bè. Chọn món đi, đã đến đều là khách hết. Muốn ăn gì cứ việc chọn. Chị chọn trước đi. Được. Tính lừa em hả? Chỉ là bạn gái của anh, có đúng không? Chưa phải, nhưng sẽ nhanh thôi. Thiệt không vậy? Cậu ấy nói cái gì? Cậu ấy nói là không khí ở đây khá tốt đó, có phải không? Không khí khá tốt. Thời tiết ở Tô Châu khá tốt, nhưng mà hai ngày nay lại khá lạnh. Em xem đi, xem em thích ăn gì. Cảm ơn. Đúng rồi. Tối nay đơn vị tổ chức có tổ chức liên quan. Người của SB và KNK đều lên. Phải đến. Cậu có đi thấy. Không? Hả? Chị đi thì tôi đi. Chỗ của tôi không có tín hiệu. Tôi là người phụ trách tuyên truyền. Hello. Tất nhiên phải đi rồi. Vậy đợi tối nay tôi đi. Cùng đi với chị. Có nghe. Nè, có nghe thấy gì không? Nè, đã nói lớn tiếng lên. Chỗ này không có tín hiệu mà. Không nghe chứ. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Quần áo của cô. Không sao. Thành thật xin lỗi. Tôi không để ý. Cậu đưa áo khoác cho tôi, cậu phải làm sao? Tôi không sao. Mau chóng về thôi. Nghe tin, sao bị ướt hết cả người rồi? Không sao, lúc nãy không cẩn thận bị nước xịt trúng. Vậy tôi về khách sạn trước. Ngô Bạch, tối nay đi hát karaoke với người bên SB, anh có đi không? Trời, sao quần áo của anh ướt hết trơn vậy? Áo khoác anh đâu? Nấu ấm nước nóng cho tôi đi.
liên quan ca hát tối nay anh có đi không? Đi chứ. Hiếm có thiệt. Mà Ngải Tình cũng đi đúng không? Cậu bắt đầu hỏi nhiều từ khi nào vậy? Nhiều hả? Em cảm thấy ổn mà. Tôi đi đón chị ấy. Lát gặp. Đúng là uyên ương một cặp nha. Một phút một giây cũng không rời bỏ. Hôm nay may mà có mình. Ông trời cũng rất thương. Ra ngoài nữ thần bị tạt ướt, diễn ra màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Vụ việc hôm nay quả thật quá vui. Hy vọng cuối cùng họ được đến với nhau, mãi mãi bên nhau. Rốt cuộc họ có đến với nhau không? Đức muốn biết diễn biến thế nào đó. Trợ công tiểu thiên tài, hãy giúp mình giới thiệu đối tượng đi. Người bạn đứng vào chiều của anh có phải rất đẹp trai không? Alo, xin chào. Cảm phiền mang hai chai nước lên phòng giùm tôi, cảm ơn. À. Nhanh dữ vậy? Tới ngay. Chị đã khỏe chưa? Tôi đã sắp xếp mọi thứ xong rồi. Xin lỗi, lúc nãy tôi không phải cố ý nhìn. Cái áo khoác của cậu ướt rồi, tôi để tôi giặt sạch rồi trả lại nha. Vậy tôi sẽ ở chỗ KTV đợi chị. Được. Đây là nước đã được nấu nóng. Thuốc này sợ chị bị cảm, cho nên hãy uống đi. Cảm ơn. Vậy tôi vào thay đồ, thu dọn xong lập tức qua gặp cậu đợi nha. Ngủ tiếp nha. Sao đụ này bốc lên đầu lan không ai chở hát không về đi. Đâu đó. Bio. Không biết hát. Mình không biết hát đâu. Nó giỡn hay nó chơi vậy? Uống nữa không? Thôi mình không được rồi. Đuối rồi. Này uống nhiều quá. Ê. Kêu cổ qua đây. Ủa? Apple Dog. Sao bây giờ cô mới tới? Nào. Anh coi Âu Cường trợ công. Đúng là bảo đao chưa lục nha. Tính lanh lẹ của trợ công kè anh kè chúng ta không được, cần phải nâng cao. Cái gì trợ công? Ê, Chủ Nhất, lát nữa đó, cậu đi bấm nút báo cháy đi có được không? Tại sao vậy? Tiếng chuông báo cháy reo lên, để Ngô Mạch kéo Ngải Tình bỏ chạy. Đảm bảo lãng mạn lắm. Chiêu này được đó. Vậy khi nào mình đi bấm nút báo cháy được? Mình lên hát một bài. Trở về ngay. Nè, uống ly đi Chủ Nhất. Uống tiếp. Càng đi. Lâu lâu mới có dịp mà. Ngại gì. Uống đi. Thôi mới có hứng hát được. Khui thêm đi. Nghe hát cũng được. Lát nữa uống xong mỗi người phải hát ít nhất một bài nha. Hai bài luôn. Ê. Nè. Bài hát này ba người chúng ta cùng nhau hát đi. Nào. Lên. Ô.
Nếu có Tử Mễ và Lão Hàng ở đây thì tốt quá. Mọi người hát đi, tôi đi vệ sinh một chút. Ngô Bạch, lúc nãy đang hát tôi nghĩ nếu có anh của cậu thì tốt quá. Anh ấy không thích chỗ đông người, náo nhiệt. Đã bao nhiêu năm rồi Lão Hoàng một chút cũng không thay đổi. Người tên Lão Hoàng là anh của cậu sao? Đúng vậy, Ngô Bạch là em họ của Lão Hoàng, cô không biết sao? Ngại tình tôi... Hai người tiếp tục trò chuyện. Tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây. Cái tên Hàng Thương Ngôn bỗng chốc kéo mình trở về hiện thực. Hôm đó là hồi ức mình không muốn nhắc lại nhất. Trong mắt của các cậu, chỉ có tình yêu quan trọng nhất, mọi thứ khác đều không là gì hết. Nghệ tình, xin lỗi. Ngại tình, cho anh ta một cơ hội đi. Chúng ta đã giao kèo rồi mà. Năm người cùng đi giành chức vô địch thế giới, nhớ không? Ngại tình, cô hãy nhìn vào tôi được không? Mình giao lại chiến đội cho Hàng Thương Ngôn, mình rút lui, cô ở lại được không? Ngại tình, không cần. Tôi đi, tôi rút lui. Đánh xong trận chung kết tôi sẽ rời khỏi. Lần đầu tiên mình nhận ra thật rõ ràng, Ngô Bạch hiện giờ cũng đang dẫn dắt một chiến đội, trên lưng gánh vác ước mơ của rất nhiều người. Nghe tin,
Chúng ta nói chuyện một chút. Ừ. Mình không vòng vo nữa. Hãy đến SB đi. Tôi đã nói với anh rồi, rời khỏi quá lâu, không thể nào quay trở về được nữa. Tại sao không thể chứ? Tôi đã rút lui 3 năm rồi. Tôi biết rồi. Lần này tôi mời cô tới dẫn đội chiến đội thứ nhất của SB. Tôi muốn tìm tất cả mọi người về, giúp họ giành chức vô địch thế giới. Họ hả? Các huynh đệ trước đây, bạn của chúng ta, những lời tôi nói là sự thật, không có uống say. Tôi nhất định thành lập chiến đội số 1, đồng thời đưa nó trở thành thứ nhất trong ngành này. Việc này anh chắc chắn phải giúp tôi đó. Cậu thành lập chiến đội số 1 tôi không có ý kiến, nhưng người cậu ký tôi đồng ý. Ngoại trừ Lâm Ân và Phó Nhất Văn, những người khác hoàn toàn không đủ tư cách. Còn hai người đã giải ngũ rồi. Dương Hảo, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi có lòng tin ở họ. Tôi có thể đích thân dẫn đội, cũng như làm huấn luyện viên chính, cũng như làm dẫn đội. Cậu không thể. Cậu là đại ca của cả SB tại khu vực Trung Quốc, trong đó có mười mấy chiến đội. Đội nam, đội nữ, họ đều xem cậu là trụ cột, tổng chỉ huy. Cậu không đủ sức lực, cũng như không bao giờ được phép đem tất cả mọi thứ tập trung vào một chiến đội. Solo à, cậu thương các anh em trước đây của mình, việc này tôi có thể hiểu cho. Nhưng trách nhiệm của cậu rất lớn. Cậu phải nhớ kỹ, cậu không phải thuộc về bản thân mình, cũng như thuộc về một chiến đội nào đó. Cậu thuộc về SB. Nếu tôi tìm được một dẫn đội mạnh nhất, người có thể cùng một lúc kiêm nhiều công việc. Được. Nếu như cậu có thể tìm được, tôi cùng cậu ký tên thành lập chiến đội số 1. Nhưng mà người này không được yếu hơn cậu. Không thôi tôi không ký. Ngãi tình. Ngãi tình? Ai? Anh không có nghe sai. Tôi dự tính mà ngãi tình trước đây trở về, dẫn đội này không kém hơn tôi. Cậu thật sự mời được cô ấy về, tôi ký tên vào. Nói được làm được. Anh hứa rồi nha. Cô là người dựa vào bản thân mình. Tôi biết cô ở bất kỳ ngành nghề gì đều làm rất tốt công việc của mình. Nhưng ước mơ trong lòng cô là ở đây. Không phải ai cũng có cơ hội đem ước mơ của mình trở thành nghề nghiệp. Tôi có được may mắn này. Tôi hy vọng cô cũng có. Sao anh biết tôi còn mơ ước và sở trường? Nói cho tôi biết cô có tiếc không? Tiếc là trước đây không có đi tới giải chung kết thế giới. Có chứ. Tiếc nuối thì người nào không có. Không có ở đây, cũng có ở chỗ khác thôi. Nhiều năm không gặp, tài ăn nói của cô càng lúc càng tốt. Nếu như cô tới SB, từ nay trở đi, cô sẽ là dẫn đội của Âu Cường, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu ấy, quy hoạch hành trình của cậu ấy, thi đấu, còn huấn luyện. Có một số người cả đời ôm giấc mơ, tràn đầy nhiệt huyết, chưa giành được cúp vô địch thế giới, chưa nếm qua sâm banh trong cúp, chưa được gì hạng một mình yêu thích, khoác quốc kỳ lên người, sẽ không cam lòng. Ngãi tình, cô chính là người đó.
đúng là bạn thân trong nhiều năm qua. Anh luôn là người chạm được vào điểm yếu của tôi. Đúng, bởi vì tôi hiểu cô. Tôi mong cô có thể suy nghĩ lại. Một tuần, tôi cho cô một tuần để suy nghĩ. Được. Sau một tuần, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Được. Vậy tôi về đợi câu trả lời của cô. Việc tôi và Hàn Thương Ngôn là anh em họ, lâu nay không nhắc tới. Xin lỗi, tôi sợ cô. Tôi biết là năm xưa chiến đội của cô giải tán, cô rất đau lòng. Vì vậy tôi không có nhắc tới. Chưa gì em đã từ Tô Châu trở về, sao không lại ở đó chơi thêm mấy ngày đi? Tuần sau là buổi diễn xuất đầu tiên, chị của em lần đầu làm nhân vật nữ chính, em nhất định phải tới, tiện thể dẫn theo một anh soái ca ủng hộ chị. Sao em ngồi đó thẫn thờ người ra vậy? Sao hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Hạo muốn em tới SB làm dẫn đội. Làm dẫn đội của Âu Cường. Em đã đồng ý. Vẫn chưa? Em đang xem xét. Em muốn đi phải không? Thật ra hôm trước em muốn say có nói, em muốn trở về. Lâu nay chị biết em muốn trở về ngành đó, em muốn giành giải. Bởi vậy đừng che giấu cách nghĩ trong nội tâm của em. Em không cần đè nén bản thân. Em xem nè, em muốn trở về. Bây giờ câu lạc bộ SB lớn nhất toàn quốc đang mời gọi em. Tuy chị không hiểu ngành nghề của em, chẳng phải em từng nói qua vào SB là giấc mơ của rất nhiều người, kể cả em. Nhưng Dương Hạo là sếp dẫn đầu tại khu vực Trung Quốc. Em sợ bị người ta gièm pha hả? Phải nói là cần phải có tâm lý chuẩn bị trước. Phải làm sao đối mặt với những lời gièm pha đó? Em đối với anh ta có tình ý không? Không có. Một chút cũng không. Đúng rồi. Vậy em hãy xem anh ta là một người bạn cũ trước đây. Giữa hai người không có vấn đề gì. Người ta thích nói gì mặc kệ họ đi. Quan trọng nhất là bản thân của mình. Em phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Em lề mề như vậy khiến chị gấp chết đi được. Hay là em đi tìm cậu Trượt. Anh ta quen biết em lâu nhất. Em đi tìm anh ta trò chuyện hỏi ý kiến. Ngày nào em cũng tới tiệm của mình. Cho ba mẹ mình hy vọng nghĩ mình thoát được độc thân sao? Đừng có nói xàm. Em chỉ tới đây chơi điện tử cho vui. Giả lại thầy Châu là người trong em khôn lớn, thầy ấy không nghĩ vậy đâu. Em nói đúng. Có ai mà ngờ được chứ.
Hả? Nữ thần trong giới chiến đấu robot trước đây, bây giờ ngày nào cũng ở đây chơi điện tử. Hay. Hôm trước xem thấy tin dịch ở trên mạng, sự kiện khá thành công, có không ít người đi. Gì đâu mà ấp úng chứ. Ha, không nói với em nữa. Nè, rõ ràng là anh cố tình làm khó em. Anh rõ ràng đã xem tin dịch ở trên mạng, sao có thể không biết hôm đó em có đi? Sao có thể không biết hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện? Anh biết mà. Anh có download đoạn clip lời chào của chiến đội solo xuống. À, anh tính xem coi bữa nào tiện tổ chức hoạt động tuyên truyền, nhất định sẽ dùng tới nó. Em nghĩ coi, nữ điều khiển của chiến đội số 1 năm xưa giờ ở tiệm của mình làm nữ phục vụ. Tăng tăng tăng. Chiến đội solo đó, trước đây được người ta gọi là chiến đội số 1, thành viên của họ đều rất lợi hại. Hai cậu nhỏ, hai đứa cũng biết chiến đội solo hả? Tụi em biết chứ. Hey, em nghe trên mạng nói ba thành viên mạnh nhất trong đội: Dương Hạo, Hàn Thương Ngôn và Ngải Tình. Đúng, em cũng nghe nói ba người họ đặc biệt giỏi. Diệp Tử, đi nào. Dạ, con tới liền. Tạm biệt anh nha. Tạm biệt anh. Bye bye, lần sau nhớ tới nha. Nghe thấy chưa? Dương Hạo mời em tới SB. Anh nghĩ sao? Đi đi, đâu có gì phải do dự. Theo anh thấy em nên trở về từ lâu rồi. Nhưng mà... Nghe nói Ngô Bạch ở chiến đội KNK. Chẳng lẽ em cũng muốn tới KNK? KNK thành lập chưa được bao lâu, không chắc chắn là một nơi tốt. Nếu mối quan hệ giữa em và Ngô Bạch đủ tốt, muốn tới đó có thể chấp nhận được. Nhưng anh vẫn tiến cử em tới SP. Cậu Trư. Thật ra lâu nay em có chuyện này muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Trước đây tại sao anh quyết định giải ngũ? Ê bà cô à, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Trước đây ở nước Đức, ở không được thoải mái, ăn cũng không được thoải mái, đúng không? Mỗi ngày ngoại trừ hamburger cái gì cũng không có hết. Ở chỗ đó đâu tốt như nước mình. Anh là tự xin giải ngũ sớm để được mau chóng trở về quê hương. Anh nói thật cho em biết đi. Ở nước Đức, uống say rồi đánh lộn với người ta, tay bị chấn thương, nên là phải giải ngũ. Tại sao anh lại đánh nhau? Trong đội xảy ra ý kiến bất đồng. Những thành viên tại nước Đức luôn xem thường mình. Có một lần thi đấu bị thua, mọi người uống nhiều rồi nên Chỗ này có đau không? Không sao. Vậy tay của anh có thể tiếp tục điều khiển robot không? Được chứ, không ảnh hưởng gì hết. Ngoài ra dụng cụ phục hồi chưa từng rời khỏi tay. Ê trời ơi, em đừng như vậy nữa. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Không có bị ảnh hưởng gì hết, ngoại trừ
bàn tay nhìn hơi khó coi thôi. Vậy anh nói thật cho em biết, anh còn muốn tiếp tục chơi robot không? Ê trời ơi, chẳng phải bạn chuyện của em sao? Tại sao chuyển sang việc của anh rồi? Trả lời đi. Muốn chứ. Nằm mơ cũng vẫn muốn. Alo. Alo, Dương Hạo. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi có chuyện này cần nói nha. Được, cô nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi đồng ý gia nhập SB, đảm nhận chức dẫn đội. Tôi với thân phận dẫn đội tiến cử một người cho anh. Anh ấy có kinh nghiệm phong phú trong thi đấu, ngoài ra còn là thợ sửa robot ưu tú. Tôi tin có sự gia nhập của anh ta, chiến đội chắc chắn như hổ thêm cánh. Người cô tiến cử là cậu Trực có phải không? Sao anh biết? Trên thực tế cậu ấy cũng nằm trong danh sách của chúng tôi. Cô có thể tới, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn cô. Ừ. Vào lúc đưa ra quyết định này, mình nghe thấy tiếng dở nát trong lòng mình. Bởi vì mình và Ngô Bạch đường ai nấy đi. Ngô Bạch, cậu thanh niên đang tỏa ánh hào quang khắp người. Cậu thanh niên nằm trong đội hình đối kháng với SB. Cho dù mình có yêu thích, cũng không thể làm lỡ việc cậu ấy theo đuổi giấc mơ. Còn là trẻ con hay sao? Cậu đi hay mình đi? Chỉ là triển lãm thôi mà. Trong đội đã thống nhất ghi danh rồi. Chúng ta sẽ đánh cho họ tan đàn gãy cánh. Thật không? Wow, đại ca quay quá. Phải đó. Làm gì có tiền. Ừ, đúng vậy. Trúng độc đắc hả? Đội trưởng anh đây dùng hết tiền bạc của mình vào. Nhưng mà để trong đội được tiếp tục phát triển, từ hôm nay trở đi, trong đội thực hành tiết kiệm, chuyển qua ăn chay. Nào, ăn đi. Không có thịt ăn. Chị hai ra ăn cơm đi. Sao vậy con gái hả? Đừng có ngớ người ra, mau ăn cơm đi. Ăn lúc cơm còn nóng. Ê, món cà chua con thích ăn nhất nè. Nào, cà chua. Còn đây là trứng con thích ăn. Ngon. Có ngon không? Ngon lắm. Ba, con chuẩn bị từ chức. Con đang làm tốt mà, tại sao từ chức chứ? Cái cậu Dương Hạo, ba còn nhớ không? Người yêu trước đây của con. Ba ơi, ba đừng có giỡn nữa mà. Được, bạn trai trước. Anh ấy lâu nay chơi ở câu lạc bộ người máy. Năm trước sau khi giải ngũ, làm sếp khu vực Trung Quốc. Ô trời, giỏi quá ta. Trước đây cậu ấy chỉ là một chàng nghèo thôi. Anh muốn con qua bển làm dẫn đội, dẫn dắt chiến đội cùng nhau đi thi đấu. Chỉ cần con nghĩ kỹ rồi, vậy thì đi đi. Em chưa gì đã đồng ý. Sao lại không đồng ý? Ba không phản đối sao? Tại sao phải phản đối? Hai đứa đã lớn rồi, trong công việc của tụi con á,
Ba đây không xen vào cản trở đâu. Ba không sợ con làm không tốt bị thất nghiệp hả? Sợ cái gì? Muốn làm thì làm đi, đừng do dự. Có gì à? Còn ba của con ở đây, đứng sau lưng chống đỡ cho con. Cảm ơn ba. Nhà đầu à, con phải nhớ ba đây mãi mãi làm chỗ dựa vững chắc cho con. Tiện thể cảm ơn chị. Mấy năm qua chị ép mình kiếm được một số tiền, tiền trả góp cho căn nhà này không thành vấn đề. Em đã quyết định rồi thì dùng hết sức mình để đi làm. Việc trong nhà giao lại cho chị. Ôi trời. Đây là tiền riêng của chị con ha. Hãy để cho ba giữ giùm con nghe. Cảm ơn ba. Cảm ơn chị. Được rồi, em đừng có nhõng nhẽo nữa. Chị không chịu nổi chị đâu. Chị của con chịu không nổi vì con nhõng nhẽo. Biết đâu con nhõng nhẽo tiếp, chị con đưa thêm một cái thẻ hay sao? Chị không, còn không. Chị thật sự hết rồi. Được rồi, chỉ cần hai con vui, hứng khởi, ba đây cũng vui mừng theo ha. Nào, ăn cơm. Được chưa? Ăn cơm. Ăn nào. Nào, thịt kho tàu vào miệng tan ra ngay. Em đang giảm béo, không nên ăn cái này. Cái này buổi tối ăn sẽ mập đó. Em ốm như vậy rồi giảm béo gì nữa chứ? Gần đây em mập lên rồi. Con gái của ba xinh đẹp như vậy, làm gì có chuyện không gả được chứ. Giả lại bà ngoại hai đứa có nói sắp xếp để hai đứa đi xem mắt. Xem mắt?直到夜的尽头，直到无人守候，我想你知道我会在。